Hey, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một cái chương trình để các bạn có thể tự học được cái S7300. Cái chương trình này nó cũng khá là nhẹ thôi. Rồi, ok. Đây là cái giao diện của nó. Bây giờ mình ấn Ctrl S nhé. Đấy, đây là cái giao diện của nó này. Nó gồm có cái năm cái mục này. Thứ nhất là My First Project, tức là nó hướng dẫn mình tạo cái project đầu tiên ấy, cho những người mà mới làm quen với Step 7. Thứ hai là Design, nó hướng dẫn các bạn tạo cái project mới như thế nào, insert phần cứng rồi chạm rồi các vị trí profile bird các bạn có thể ấn vào đây. Ví dụ như tôi mới là người mới bắt đầu học về lập trình POC, tôi ấn vào đây. Đấy, trong đây thì nó có này, các bạn ấn thêm 1 2 3 này, nó có ba cái file này, nó trỏ con chuột của tôi về cái phần phần có cái góc bên trái này, để chúng ta ấn vào đây thì nó sẽ là cái video. Đấy. Các bạn có thể học tiếng Anh luôn. Đó, nó hướng dẫn này. Nó hướng dẫn các bạn làm thế nào để tạo project mới. Khi xem xong rồi thì các bạn ấn về Home, nó sẽ quay lại. Quay lại thì ở đây chúng ta lại kích vào đây, chúng ta có thể sử dụng những cái tính năng gì ở đây. Ví dụ như phần Chopper Setting này nhá. Tôi muốn kiểm tra là cái POC của tôi đang bị lỗi như thế nào thì đây, và locate POC fault. Đó, chúng ta ấn luôn vào đây, chúng ta xem video không, chúng ta thích xem hình ảnh thì đây, kích vào 1 2 3 4 5 6 này. Tôi ấn vào video luôn. Đấy. Thứ nhất là chúng ta phải online cái POC lên này. Đó. POC chọn vào Module Information. Trong cái Module Information chúng ta chọn Dynamic Buffer. Đó. Thì giờ chúng ta nhìn thấy có một cái lỗi stop. Bởi cái lỗi của cái khối OB. Đó. FC số 2 của chúng ta là đang đang lỗi. Nó hỏi có mở online không á. Đó, nó chỉ ra cái lỗi của chúng ta đấy. Rồi trong này rất là nhiều thứ mà tôi nghĩ là có ích cho các bạn. Đấy, ví dụ như là làm thế nào để download một cái chương trình tương trình đấy. Tạo những cái thứ này, ví dụ như tạo ghi chú này. Tạo chương trình đầu tiên này, rất rất nhiều thứ. Ở trong đây thì nó có giới thiệu của chúng ta cách làm thế nào để upload. Upload PC. Đây, upload làm sao để xóa thẻ nhớ. Đấy, rồi rất nhiều thứ. Tôi nghĩ đây là một cái phần mềm rất là hay. Thì trong cái quá trình mà hướng dẫn các bạn học PC thì tôi chia sẻ cái phần mềm này, nó rất là nhẹ. Rồi ok, tôi thoát ra là nó cũng cũng thoát luôn, chứ cái này nó không cài vào ổ C đâu nhá. Rồi, cảm ơn các bạn.